Kính chào các vị khán giả, các cái anh em trồng cây của các cái diễn đàn. Hôm nay theo đề nghị của một số anh em là chúng tôi sẽ tiếp tục quay lại những cái video thực trạng của những chất chuyển dịch vào cây và sẽ giới thiệu các bạn rất tỉ mỉ về ba nội dung. Nội dung thứ nhất là 6 lý do chuyển cái túi vào để cứu cái cây cảnh, có 6 lý do như thế nào và chúng tôi sẽ. Cái thứ hai là cách khoan mũi và cách truyền dịch vào cho cây để cho cây rất là tốt tươi và cứu được các cái cây cỏ như thế nào. Và cái thứ ba là giới thiệu cho các bạn cách dùng cái nhựa. Một số anh em bảo là anh Minh cái mua cái nhựa này đâu nó rất là tiện lợi, thì tôi cũng giúp các bạn là tôi sẽ cho các bạn địa chỉ để mua các cái tấm nhựa này để vào những cái cây này. Đây, kính thưa các bạn, hiện tại là cái cây các bạn đang nhìn trước đây, là 2 tuần trước tôi có quay một cái video đầu tiên về cách chuyển dịch cứu cây cây và cái cây đỗ quyên này chúng tôi đã chuyển được đến nay là 2 tuần và thực trạng của nó là các bạn nhìn thực trạng của nó là nó đã lẩy lập đây. Thực trạng của nó trời nó hơi căng cho nên là quay nó hơi khó, nó đã lẩy lập chi chít. Đấy, nó lẩy rất là nhiều lọc chi chít. Tôi sẽ đứng lên tôi quay để cho các bạn biết là sau 2 tuần đấy, lẩy lọc này. Đấy, 2 tuần các cái chồi non của nó lẩy lọc, các bạn nhìn kỹ nhé. Sau 2 tuần các cái chồi non của nó lẩy rất nhiều lọc rồi. Đấy, cái tác dụng của cái nước truyền dịch này sau 2 tuần là chồi đã bắt đầu lẩy lọc ra và cây sinh trưởng phát triển rất tốt. Đây là cái cây cổ đỗ quyên mà cách đây 2 tuần chúng tôi đã quay cái cách chuyển dịch cho các bạn. Đây, cũng chuyển dịch đây, cũng chuyển dịch. Và hôm nay là tiếp tục chúng ta quay lại vấn đề là 2 cây vàng anh này chúng tôi mới chuyển về. Một cây là đường kính, một cây là vanh của nó là 330, một cây là vanh của nó là 400. Đây là 2 cây đỗ quyên đánh ở trên đồi của một cái vùng giáp Lào. Và cây vàng anh này chúng tôi đã di thực về đây thì nó được, hôm nay là ngày thứ 3 và sau khi nó thuần thục rồi thì chúng tôi tiến hành hôm nay là chúng tôi sẽ truyền hình trực tiếp cho các bạn cách bứng cây và làm thế nào để dùng cái túi truyền dịch này thì nó hiệu quả hơn. Đây, các bạn theo dõi tôi nhé. Đây các bạn ơi, đây là cái túi truyền dịch, đây là túi truyền dịch, đây là cái túi truyền dịch. Cái túi này thì trọng lượng của nó 1 cân 1 kg. Và đây là cái ống truyền. Các cái ống truyền này thì nó, một cái ống truyền này thì nó ra được 2 cái đường truyền. Đây, một cái ống này, một cái ống này thì nó ra được 2 cái đường truyền. 2 cái đường truyền các bạn đang nhìn thấy đây. 2 cái đường truyền này chúng ta sẽ trực tiếp cắm vào cây và sau đó sẽ thay cái nút ra cắm vào đây, sẽ giúp túi truyền lên. Thì đây tôi sẽ giúp cùng nhau, chúng ta lại cùng nhau để truyền cái túi này vào cây. Ví dụ như này, khi cái cây này thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn rồi, một cây đại cổ thụ thì cứ đường kính 10 cm, các bạn nhớ nhé, đường kính 10 cm thì chúng ta truyền một túi. Thế vậy thì đường kính tương đương với 70 cm, chúng ta truyền 7 túi. Và đường kính của cây này là 1,2 m thì ta truyền là 12 túi. Tất nhiên là chúng ta không truyền hẳn một lúc 12 túi thì nó đâm nhiều lỗ quá, tức là đâm ra 24 lỗ vào thì cây nó rất bị hại. Cây nó rất bị hại cho nên là chúng ta truyền như cây này chúng ta truyền 4 túi. Và khi 4 túi đấy xong rồi 2-3 ngày nó hút hết thì ta thay 4 túi khác vào thì nó đỡ hại cây. Đây, bắt đầu chúng ta sẽ dùng cái khoan. Thì trước mắt là chúng tôi sẽ khoan sát vào đây. Đây các bạn nhé, các bạn dùng túi truyền dịch như này thì trước mắt là khoan, thì các bạn sẽ tìm chỗ nào mà nó không bị rụp cây và nó không bị sộp bên trong thì các bạn khoan vào, tức là khoan vào phần thịt của cây. Các bạn sẽ để cái mũi khoan này chếch độ khoảng 45 độ từ trên xuống dưới. Quay sát đây cháu nhé, chếch 45 độ, bắt đầu chúng ta khoan. Khi khoan thì các bạn nhớ nhé, khi khoan thì chúng ta đừng ngoáy lỗ khoan. Mũi này là mũi 5, mũi khoan này là mũi khoan 5, chúng ta không được ngoáy lỗ khoan. Và chúng ta giật ra giật vào cho nó hết cái mũi khoan.
tại sao phải dùng hết mũi khoan thì tính nữa tôi sẽ nói chuyện với các bạn sau. Đấy. Đấy, khi các bạn khoan bên này rồi, các bạn lại khoan tiếp một mũi nữa. Thì cái mũi này thì bây giờ chúng tôi khoan cách cây độ khoảng 50 cm, cái mũi bên cạnh phải lên hoặc xuống 5 cm để nó đỡ đồng tâm, nó đỡ hại cây. Ví dụ như cái mũi này chúng ta khoan xuống dưới 5 cm, bắt đầu khoan, chích mũi khoan 45 độ. Các bạn nhớ nha, khoan các bạn không được ngoáy. Ngoáy là mũi khoan nó to hơn mũi chuyển dịch, nước nó sẽ chảy ra, dung dịch nó sẽ chảy đi mất. Cho nên các bạn khoan là sâu mũi khoan và thẳng, chích 45 độ. 45 độ. Sau đó các bạn để mũi khoan này xuống. Các bạn nhớ nhé, đây là mũi khoan 5. Các bạn phải sâu vào hết 5 cm. Sâu vào hết 5 cm. Sau đó là chúng ta dùng cái túi truyền dịch này, các bạn phải treo lên. Các bạn vặn cái nút này ra nhé. Trong khi các bạn vặn cái nút này ra thì các bạn rút vào túi, không để cát vào. Nếu mà các bạn để cát vào thì các hạt cát nó vào nó sẽ bị tắc ống. Sau đó các bạn vặn nó vào, vặn cái chuyền này vào, vặn cái chuyền này vào. Xong các bạn cầm ngược lên, các bạn treo lên. Các bạn đóng đinh sẵn đây nhá. Đây, các bạn treo đây. Đấy, treo lên xong bắt đầu các bạn hạ cái chuyển dịch xuống để cho nó xả ra. Xả ra các bạn nhìn là đây là thuốc, nó đã xả ra rồi, các bạn cắm vào. Các bạn cầm một cái này xoắn vào để cho nó đỡ mất thuốc và cái lại cắm vào. Cắm vào thì các bạn xoắn. Xoắn làm sao? Cắm vào thì bên này nữa, cắm vào. Sau khi cắm vào thì các bạn theo dõi, cháu quay sát vào đây nhé. Khi các bạn cắm vào thì các bạn theo dõi, nếu mà nước nó không chảy ra ngoài thì thôi. Còn nếu mà giả sử nước đây này nó chảy ra ngoài thì các bạn tiếp tục, các bạn lấy cái ly lông này, các bạn rút nó ra và các bạn quấn một lần ly lông vào cho tôi. Đây. Rút ra và quấn một lượt ni lông. Quấn một lượt ni lông để cho nó khỏi chảy ngược. Đấy, chắc đét này nước nó không chảy ra đây nữa thì sẽ không bị mất thuốc. Thì khi các bạn, tác dụng của cái này là khi các bạn dùng cái khoan mũi 5 này vào, các bạn khoan sâu vào độ 4-5 cm thì cái đầu vít của nó, cái đầu nhựa này nó độ khoảng 3 cm thì luôn luôn nó thừa 1 cm ở trong loại gỗ. Thì các bạn biết là cái chuyển dịch này nó hệ thuốc, cho nên là khi nó vào trong loại gỗ nó sẽ không truyền được cho cây. Nhưng mà vào trong loại gỗ 5 cm thì nó vào 3 cm, nó để lại 1 cm nước bên trong, thì nó sẽ khi vào trong loại gỗ nó sẽ đẩy lên, nó có một cái bể lắng bên trong, nó sẽ đẩy ngược ra phần vỏ, và phần vỏ đấy sẽ cho cái nước chuyển dịch này ra bốn xung quanh dễ và ra toàn thân cây. Đây chúng ta xong, đây là một cách chuyển dịch. Đấy, chúng tôi đã giúp các bạn là cách chuyển dịch cho cây. Và tiếp tục như cái cây này thì chúng tôi sẽ khoan tiếp tục khoan lên khoan xuống khoảng 4 cái túi này, và 4 cái túi này tương đương với 2 ngày thì nó sẽ chuyển hết. Các bạn chờ tôi một tí nhé, tôi sẽ xuống tôi giúp các bạn một tí nữa. Khi các bạn khoan này nhé, các bạn khoan xong, các bạn kiểm tra cho tôi là nó không chảy nước ra nữa, mà nó theo độ lén là cái túi truyền dịch này sẽ chảy xuống. Tác dụng của túi truyền dịch này, thứ nhất là cái bộ rễ của cây. Cái bộ rễ của cây khi mới bị đánh bứng thì có thể như cái cây này thì cái rễ nó to bằng cái đùi, nó bị chặt đứt, nó còn lại hệ rễ con, cho nên là cây nó chưa hút nước, nó chưa hút được nước bằng rễ. Thì các bạn truyền cái này vào thì nó có tác dụng đầu tiên là nó sẽ kích thích, nó lội kích, lội công ngoại kích. Lội công là chúng ta dùng cái thuốc truyền dịch này vào là nó sẽ kích thích cho bộ rễ phát triển đến 90%, nó kích từ trong ra bộ rễ phát triển rất mạnh. Sau đó là chúng ta mới dùng cái thuốc khác, là thuốc thứ hai chúng ta pha lảng vào và tưới vào gốc cây. Cái thuốc thứ hai chúng tôi sẽ nói cho các bạn vào chương trình lần sau, chúng ta tập trung vào nói về cái túi truyền dịch. Ngoài khi cái túi truyền dịch này ra thì các cái cây mà hút khỏe thì nó đã yếu rồi. Càng cây mà nó hút yếu thì cây đã khỏe. Nó lại ngược lại, khi cây đánh về thì nó hút rất nhanh, có thể là 1 ngày 2 ngày nó hết, hút hết một cái túi 1 cân này. Thì sau đó là các bạn để cho nó hết 24 tiếng, hết sạch
hết 24 tiếng là các bạn sẽ cho nước vào. Các bạn nhớ đun sôi nước sôi 100 độ nước tiệt trùng, không có axit, cấm lấy nước mưa. Sau các bạn lộn túi ra và các bạn đổ nước vào thì lại tiếp tục truyền cho cây, thì đến khi đó là cây nó luôn luôn có nước, các bạn không cần tưới, cây nó cũng luôn luôn đủ nước, và cứ 2-3 ngày nó hút hết một túi, 2-3 ngày nó hút hết một túi. Thì đến khi 1-2 tháng sau khi bộ rễ nó phát triển cây tốt tươi thì các bạn bỏ cái túi này ra. Đấy là cái túi này có hai tác dụng, một là truyền dung dịch kích thích rễ rất mạnh, 90% là kích trong. Cái thứ hai nữa nó sẽ dùng cái túi này làm luôn nguồn nước tiếp trực tiếp vào cây, thì cây không bao giờ bị khô bị héo. Đây là chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách truyền dịch vào cây để cứu những cây cổ điển. Tiếp theo là một số các vị có thấy tôi quay cái này, tôi cũng không kinh doanh về cái tấm nhựa này, thì một số người thì có hỏi tôi là cái túi truyền dịch cái nhựa này mua ở đâu. Thì đây là nhựa mua của bên Trung Quốc các bạn. Thường thường nhựa này thì nó có độ cao độ khoảng 60, 70, 80, nó tùy theo. Như cái bầu này là cái cây cổ thụ này là cái bầu nó cao, cái bầu nó to 2,2 mét đường kính, thì chúng ta phải làm cái bầu cát, ủ cát đường kính nó lên đến 5 mét. Thì 5 mét thì nó các bạn sẽ lối hai cái nhựa này vào, lối hai cái nhựa vào các bạn, lối hai cái nhựa này vào và tạo thành cái bầu. Vào cái bầu thì khi mà chúng ta sử dụng cái bầu này thì nó rất là bền, và khi chúng ta sẽ bứng cái cây này lên, khi nó bứng cây đi mang đi bán thì các bạn chỉ dỡ cái bầu này ra và các bạn bỏ cát ra, thì lúc đấy cát rễ thứ cấp nó ra rồi thì các bạn cẩu cây lên thì nó không bị đứt rễ. Và như thường thì cái nhựa này thì chúng tôi thấy là các công ty một hai địa chỉ người ta bán 68.000 một mét vuông. Đấy, 68.000 mét vuông. Nhưng mà nhập về cái này thì bán cũng tốt, nhưng mà mãi cái sau là vận chuyển mà gửi các đường bưu điện thì hơi cồng kềnh. Thì sau này nếu mà có nhiều bạn hỏi, chúng tôi sẽ nhập cái nhựa này về sẽ bán cho các bạn. Tất nhiên là nó không có lãi, nhưng mà do cái nghề nghiệp mà để hỗ trợ những cái dịch vụ khác thì chúng tôi vẫn nhập vào để chúng tôi nói cho các bạn biết. Vừa xong là chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách truyền dịch vào cây và tác dụng của các cái cây ốm, cây yếu, các cái cây chậm. Nói với các bạn là tất cả những cây là hệ rễ nó phát triển là 90% nhờ vào cái túi truyền dịch này, để nó kích bên trong thì nó mới khỏe. Còn một số bạn là không nói, cứ bảo tôi dùng thuốc Nhật hoặc thuốc ngoại gì đấy để tưới vào rễ nó chỉ thẩm thấu ở bên ngoài thì các bạn, nó không có nhiệm vụ nó kích từ trong ra, cho nên rễ nó rất là yếu. Cái đấy nó chỉ là 10% là rễ nó phát triển do cái thuốc mà mình hòa ra mình tưới vào cây, còn lại 90% là cái túi truyền dịch nó lộn công ở bên trong ra. Thì hôm nay cũng là cùng các bạn để trao đổi những cái này, hy vọng là các bạn sẽ có những ý kiến phản hồi. Và nếu các bạn mua túi truyền dịch này thì các bạn đi liên hệ với website cayhangdoc.vn, km 19, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai. Điện thoại xẹp Zalo 0977 830088. Chúng tôi sẽ tư vấn. Khi các bạn mua thuốc thì các bạn nhớ là kết nối Zalo với chúng tôi, và các bạn có những câu hỏi gì các bạn hội thoại là qua Zalo, chúng tôi sẽ cùng các bạn để tháo gỡ những cái ý kiến của các bạn. Và các bạn đặt hàng qua cái số Zalo 0977 830088. Một lần nữa kính chào các quý vị các bạn đã theo dõi những cái video này. Hy vọng là làm cây cảnh anh em Việt Nam có những kiến thức sâu hơn và rộng hơn, chúng ta lên để chúng ta góp ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.